Rồi nhiều may mắn à,
Và bây giờ mời các tôi chú biết xin bàn bắt đầu giờ số ạ. Con 15 giờ khi gắn qua có 1 28 28 có 2 33 33 có 3 và số sau cùng là số 59 59 giờ đủ có 4 và đủ 4 có hàng ngang và 15 và được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Và mời các tôi chú biết xin bàn giao ủng hộ thăm cái tăng dự và em chọn qua một con gấu đi tặng cho nào đây nghèo tặng cho ba tặng cho em một chiếc nghèo cái đây là cái gì vậy rửa tay em rửa tay cũng phải nghèo ngồi chơi trời ơi chị cảm ơn em nha nhớ lời chị Hương Nga nói nha vâng ạ à, vâng các cô chú biết xin bảo ơi và đây là những dòng lợi và đầu tiên cho nên và cũng cần cho tất cả quan khách mở hàng cho chị em phụ gặp được nhiều may mắn nào vâng ạ à, cho lẽ là lần mấy em ơi đó nhanh tay lên chồng và bà con cô bác cái khỏi chờ đi lâu và cũng được xin cầu chúc các cô chú biết xin bảo sẽ gặp được nhiều may mắn trên dòng lợi này mời quý khán giả bắt đầu ra xuống con 40 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 con
Cho không đúng là trời, thì đúng là trời cho không đúng là trời.
Yêu nhau, ta yêu nhau, có nhau vẫn đang yêu nhau.
Lấy chuối hay là lấy gì? Có phải là chuối không? Nga. Nói bài dữ quá nha. Được ạ. Và bây giờ Viên Phụng và tất cả các quan khách và ủng hộ Viên Phụng Lá Ghé và mới nha. Và ủng hộ Viên Phụng và Lá Ghé mới nhất tiền Viên Phụng là 10.000 đồng. Chúng ta hãy cùng bỏ Lá Ghé cũ đi ạ. Và cầm trên tay Viên Phụng Lá Ghé mới luôn. Và đầy may mắn. Và cũng mong rằng là khán giả ai chỉ có Lá Ghé trên tay. Cứ giơ cao tay lên. Vâng ạ, dây cao tay lên là chị em Phụng sẽ đem đến tận nơi để phục vụ cho các cô chú biết chị và các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trưởng đoàn đó bà. Cái đùa lắm, nói gì? Trời ơi, nó giống như mấy cái con mà mấy cái con bình 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 bun đồ bun đồ hả, thấy không? Rồi hát cái gì sổ đi chị ơi, sổ đi ơi. Đề nghị cô chú chị mình được số phận là nhé, chú mình kiểm tra lại những cầu bên trên thôi thì nha. Trời nó tính có mấy lần thôi, giờ thở nổi luôn rồi ơi. Rồi cứ đúng thì những dòng đoạn tiếp theo vẫn là một ngày đọc là vé và rất mong quý vị sẽ từ từ ủng hộ cho mình nha. Rồi 57 có 1, 47 có 2, 35 3, dân số cùng là 24 đầy đủ. Cứ thú vị 24, 35, 47 cho 57 hoàn hợp lệ. Cô chú chị nào không tương tự với bên trên thì mặt chúng mình kiểm tra lại những cơ. Rồi anh ơi, anh có thể lấy gấu bông cũng được và lấy thùng lau nhà cũng được nha nha. Anh thích cái điện lấy cái đó. Dạ, lấy gì cũng được anh. Lấy cái lọc cầu của em nghỉ rồi sao anh? Trời ơi, anh độc ác thì vừa thôi. Nha, rồi, anh sẽ lấy một gấu bông hả? Dạ, à, không, còn con bóng được không anh? Anh có ăn cái này chưa anh ơi, đây. Tặng anh thêm một chai, đây là gel rửa tay kháng khuẩn. Cảm ơn anh, dạ kì. Gel rửa tay vẫn về xài lộn nha. Trời ơi, nó sát khuẩn vô chuỗi lưỡi luôn đó. Ông nội, trời ơi, về sức chơi chơi nó phỏng nghe cha. Đâu là gì nó sạch sâu. Trời ơi là trời. Cứ thú vị cho lần tiếp theo 10.000 đồng là vé thú vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu do số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi 24 có nhất lầu, 53 có nhị lầu, 19 có tam lầu, số 3 sập lầu. Rồi số 3, 19, 24 và 53 hoàn toàn hợp lệ. Chúc mừng anh rồi. Coi anh lên tới cái gì cái đó anh ơi. Đó là cái cấu luôn ha. Gửi đặt cho một chai gel nữa nè. Gel gel rửa tay khô kháng khuẩn để chống Covid nhanh nha. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng đợt tiếp theo với mọi lớp vé. Chỉ có 10.000 là vé thôi vì nha. 10.000 chẳng đáng là bao, nếu trúng là trời cho, còn không trúng thì đơn giản là trò chơi. Và cô chú chị thân mến, với mọi lớp vé trên tay là một cơ hội. Và những nhân viên ơi, buôn bán thì có lời mời, bán xong thì có rất là cảm ơn. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lội tiền ra đúng quý vị. Người bạn từ góc ngách nào chúng tôi cũng chạy có mệt. Vâng ạ, góc ngách ngõ cụt ngõ hẻm nào thì chúng tôi cũng chạy hết. Biết là có tiền giơ tay lên mua vé dùng để hỗ trợ em không quý vị ha. Đó 10.000 chẳng đáng là bao, thì cũng một cái là lớn lao vô cùng nha quý vị nha. Đó từ đầu tới chương trình tới bây giờ ai cũng có quà thì mình cần nên đầu tư không quý vị ha. Ngay từ bây giờ xin mời quý vị góc ngách từ số và cùng bắt đầu giờ. Oh,
Về tắm nước sôi đi mẹ, mẹ đi về đi ông nội hả? Trời ơi, cái đầu nó ngang cái ngực bụng bụng kìa. Mày cứ hướng nó như vậy. Trời ơi, nó ủi kìa. Để bây giờ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, bụng ơi. Chết cười, bụng ơi. Trời ơi, nó ác dễ sợ luôn. Trời ơi, cái ngực gì nhộn quá thì ông nội. Rồi, tôi chú mình chồng lại tiếp theo vẫn là 10.000 đồng là bé. Kìa kìa bên đây là đã tốt ơi, đó mấy em trai đó thương ơi. Rồi phục vụ nha các em. Rồi thưa quý vị, với 10.000 đồng là bé thì trong bài này cô chú chị thân mến, ai chưa có bé các bạn nhảy cho tay lên, còn ai đã có bé rồi xin mời thì chúng ta bắt đầu. Giờ số và chúc quý vị sẽ được nhiều may mắn nhé. Thank you.
Trời ơi, con đang bị cảm cho mình làm lạnh nói. Xin thông báo khu vực nguy hiểm, xung quanh vực nguy hiểm. Còn thích lên luôn điện thì lấy con gấu. Dạ đây, con gấu, con gấu hình trái chuối. Còn không không lấy gấu bông thì lấy gấu bóng nha. Rồi cảm ơn anh, rồi đem chưa anh? Đây Phật Phương đó tặng anh nha. Em có một số diễn tại buổi ngủ rất thú vị, đó là được Phật Phương vào Pelazon. Đó và rất mong quý vị sẽ đến tham gia.